Dịch Covid đã bào mòn sức lực và tiền bạc của công nhân và gói hỗ trợ tiền thuê trọ là chính sách nhân văn đang được người lao động mong ngóng trông đợi. Dự kiến hai nhóm đối tượng được hỗ trợ là người lao động làm việc ở công ty và người lao động quay lại thị trường lao động đang phải thuê trọ. Theo mình nghĩ, nếu như mà cái dự thảo này nếu như mình được ban hành ra thì mình cũng cảm thấy được. Tại bây giờ những cái quỹ hỗ trợ, ví dụ như có thêm được đồng nào thì như kiểu người lao động nó đỡ thêm đồng đó. Chính sách này giúp người lao động nhanh chóng quay lại làm việc và hỗ trợ doanh nghiệp tránh đứt gãy nguồn cung ứng lao động. Những anh em mà ở các tỉnh miền Tây á, thì người ta vẫn lên ra làm bình thường. Nhưng mà có một số anh em á, ở miền Trung hoặc ngoài Bắc xa quá người ta chưa kịp vô, hay là người ta dịch gì quá người ta không có thể vô kịp. Cũng vẫn còn cỡ thay vì làm 100 người chắc khoảng 5-7 người chưa vô. Đồng thuận với các ý kiến trên, còn có thêm đề xuất là nếu như nhóm lao động tự do cũng được nhận hỗ trợ thì đời sống chung sẽ được đảm bảo hơn và các chính sách an sinh vốn đã thiết thực, nhân văn sẽ càng ý nghĩa hơn trong bối cảnh dịch giả mỗi ngày vẫn còn liên tục tăng trong cộng đồng. Nhà nước mà có cái chính sách như vậy thì chú cũng là những giao đại diện cho cái người mà công nhân, chú cũng là công nhân này, gọi là công nhân đấy của khu công nghiệp này, đúng không? Thì nói chung là như chú thì còn được là ưu tiên hơn, được là cái doanh nghiệp này là nó sản xuất bông mì thuốc tây nên là nó được cái là nó không bị ảnh hưởng. Cái càng bệnh dịch bệnh thì cái thuốc tây nó lại càng bán được nên là nó còn đỡ hơn. Còn mấy cái doanh nghiệp như là bên này rồi hay là mấy cái nhà bên này là khổ lắm, là không có việc làm luôn. Theo dự thảo thì việc hỗ trợ này có phần thủ tục là người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp. Nếu như đã quyết định cho những người lao động được hưởng số tiền như kiểu gọi là trợ cấp đó để người ta như kiểu là một năm mới để người ta có tinh thần làm việc những công việc mới hơn, mà như bắt buộc phải có như kiểu là đóng tham gia bảo hiểm lao động, tiền đóng bảo hiểm đầy đủ mới được hưởng. Thì cái này thì người lao động sẽ như kiểu là rớt vô cái tình trạng như kiểu không tự chủ được. Tại vì ví dụ như doanh nghiệp không đóng được thì người lao động cũng đâu làm gì được. Người lao động đang rất quan tâm đến các thủ tục để nhận hỗ trợ tiền mặt ở gói an sinh này. Theo đó, việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động cần được thực hiện nhanh chóng, đơn giản thủ tục để tạo thuận tiện và hạn chế chuyện trục lợi chính sách.